Đây là chiếc laptop Asus ROG Strix G531 với sức mạnh hiệu năng cực kỳ mạnh mẽ. Máy được trang bị CPU Intel Core i7 9750H, RAM 8GB, SSD 512GB M.2 PCIe, card đồ họa RTX 2060 6GB. Về khả năng nâng cấp, máy hỗ trợ một khe cắm SATA để chúng ta có thể lắp thêm ổ cứng HDD. Khi test game với liên minh điện thoại, mình để đồ họa ở mức cao nhất. Máy không chỉ đáp ứng hình ảnh đẹp mắt mà tốc độ phản hồi của máy rất là tuyệt vời khi FPS luôn đặt trên mức 85. Diễn biến không tương tự như trên từ game FIFA Online 4, mình cũng để đồ họa ở mức cao và FPS của máy không bao giờ khiến mình được cảm thấy thất vọng với 100 FPS. Vì đây là laptop gaming nên hệ thống tản nhiệt của máy cũng được trang bị quạt kép với 83 cánh quạt. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể tùy chọn tốc độ quạt với 3 mức quạt khác nhau khi cắm sạc. Về màn hình, nó được trang bị kích thước 15,6 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền IPS đi kèm với khả năng chống chói cho chất lượng hình ảnh chân thực. Ngoài ra nữa thì viền màn hình của máy cũng được làm rất mỏng, rất hợp với xu hướng hiện nay. Đặc biệt hơn, khi màn hình của máy được trang bị tần số quét lên đến 120Hz, cho tốc độ phản hồi rất nhanh, rất hợp với các tựa game FPS. Về thiết kế, bao bọc máy là lớp vỏ kim loại chắc chắn. Nét đặc sắc nhất ở chiếc laptop này đó là dải đèn LED chuyển màu liên tục đi dọc theo thân máy. Laptop có trọng lượng 2,4kg, độ dày 20mm không quá nặng để có thể mang đi khắp nơi. Bàn phím cũng được trang bị dải đèn LED RGB và cổng kết nối của máy là vô cùng đầy đủ. Và khi mua máy tại Thế Di Động, bạn sẽ được bảo hành lên đến là 24 tháng, lỗi là được đổi mới trong 1 tháng tại hơn 1.800 siêu thị trên toàn quốc.